Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Hành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc máy tính tất cả trong một đến từ hãng Lenovo, hãng nội địa Nhật. Và chiếc máy tính này là một trong những dòng thiết kế cực kỳ hiện đại và bắt mắt, với một cái màn hình là siêu mỏng và tích hợp chip CPU máy tính ở bên trong, cực đẹp luôn. Máy tính kiêm chức năng màn hình, Wi-Fi, Bluetooth đầy đủ luôn. Tích hợp loa ở phía dưới này, Lenovo, một thương hiệu máy tính nổi tiếng của Nhật. Và màn hình của nó là cực lớn luôn, lên tới 24 inch. Và đây là cái cổng kết nối bên hông đây, một cái cổng USB siêu mỏng, rất là đẹp nha, cực kỳ hiện đại Lenovo, còn cả cái miếng siêu đây luôn, chân cong kiểu dáng sang trọng. Sử dụng chip Intel Audio Dolby. Và các cổng kết nối phía sau, đây là jack cắm nguồn, cổng mạng LAN. Con này thì nó sẽ có thêm cái cổng kết nối là HDMI luôn. Và đây là cổng USB, 1 USB, 2 USB, 3 USB, 4 USB. Và đây là cổng HDMI luôn. Và chiếc máy Lenovo này rất là giá trị với những cái cổng kết nối USB này. Và ta sẽ xem cái cổng kết nối USB HDMI đầu tiên đây. Đây là cổng HDMI in, và ta có thể sử dụng nó để làm một cái màn hình sử dụng bình thường, rất là tiện lợi. Và đây là cái cổng HDMI out, có đầy đủ cổng HDMI in out để cho anh em sử dụng phát từ những cái nguồn phát rời bên ngoài, như là cổng đầu Android box, đầu đĩa HD, vừa học tập vừa giải trí. Và đây là cái cấu hình phía sau của nó đây, Lenovo, một thương hiệu nổi tiếng. Và nó đã có ghi rõ cái cấu hình của nó luôn. Và model của máy là Lenovo F0D1. Con này thì nó sử dụng chip Celeron. Ổ cứng của nó lên tới là 1T, RAM là 4GB. Máy cực đẹp nha. Ở đây nó sẽ có thêm một cái ổ CD-ROM đây. Đây, nhấn chạy ra. Cực kỳ hiện đại nha. Một trong những dòng máy siêu VIP, cấu hình vừa phải đáp ứng những nhu cầu học tập và giải trí. Máy rất là mới, màn hình sáng rõ luôn. Tích hợp loa bên trong. Ở bên hông đây nó sẽ có thêm một cái nút tắt mở nguồn. Màn hình là cực đẹp luôn. Rồi em sẽ mở cái cấu hình bên trong máy. Màn hình sáng rõ nha. Sử dụng chip Celeron CPU G3930T, RAM của nó là 4GB. Ổ cứng của nó là 1T nha, cực lớn luôn. Bên đây là 239GB nè, bên đây là 691GB nè, ổ DVD rewrite, ổ ghi DVD. Anh em sẽ thấy là các góc cạnh của màn hình là cực sáng, không một khuyết điểm nào hết nha. Và chiếc máy tính này rất là giá trị ở cái cổng kết nối HDMI in, anh em sử dụng để làm một cái màn hình 24 pin. Và anh em mua rồi bên ngoài riêng một cái cổng màn hình HDMI là giá nó là tầm khoảng 3 triệu đồng nha. Với cái độ lớn là 24 inch như thế này. Và chiếc máy tính này là tích hợp luôn cả cái cổng kết nối HDMI. Thì chút nữa em sẽ sử dụng một cái hộp Android box từ bên ngoài để test cái chức năng HDMI in cho anh em. Và coi như là ta sử dụng nó như là một cái màn hình máy tính rất là xịn sò, với một cái hệ thống loa rất là hay nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test các chức năng. Đây là mạng internet nha, đang sử dụng YouTube nè, chạy cũng rất ok. Nhạc test loa, đây anh em sẽ thấy là chức năng nói rất là chuẩn nha. Thêm atiso vào canh sườn cho bổ dưỡng, cả nhà có thích không nhỉ? Rất là to luôn. Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê. Dục cứ nấu đi, muốn thêm nguyên liệu mới sao phải ngại chi.
gì có cần. Đó là chức năng loa, anh em sẽ thấy là độ lớn và độ âm thanh của nó rất là chuẩn và rất hay nha. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ test các chức năng rất là đặc biệt của chiếc máy tính này. Đây là một cái vị trí đây, ta sẽ nhấn lên. Đây, nó sẽ lòi một cái camera lên. Đó là cái camera để ta có thể sử dụng để làm webcam nè. Gọi video call nè, Zalo nè. Đây camera test và nó đã có đầy đủ các chức năng wifi và bluetooth nha, với một cái thiết kế là cực kỳ ngon luôn, cực kỳ đẹp và rất là sang trọng. Đây là kiểm tra cam của tôi. Đây lúc này nó đã sáng cái màn hình lên, sáng cái đèn ở trên cái camera nha. Camera rất là rõ nét và sáng nha. Rồi đó là test chức năng camera và wifi của nó đây. Wifi. Rồi sử dụng wifi và ổ cứng cực lớn luôn. Anh em có thể chứa nhạc nè, xem phim nghe nhạc và anh em sử dụng để làm giải trí nghe nhạc đó, test rất ok nha, với ổ cứng là cực lớn luôn. Và hiện tại là em đang kết nối với cái bàn phím Bluetooth nha. Đây, đã ok hết nha. Rồi như vậy là đã xong cái chức năng cấu hình về máy tính nha. Cái này là không sử dụng thì ta sẽ đẩy xuống nha. Máy cực đẹp luôn. Một siêu phẩm đến từ hãng Lenovo, hãng nội địa Nhật. Máy rất là sang. Rồi đó là xong cái chức năng máy tính. Và đối với cái cổng kết nối HDMI này thì nó sẽ không có một cái nút chuyển đổi nào, và nó là sử dụng cái dạng là ô tô tín hiệu nha. Khi nào mà có tín hiệu từ một cái hộp Android với kết nối HDMI thì nó sẽ tự động là chuyển tín hiệu, và anh em có thể shut down máy tính không cần phải mở nút nguồn, bởi vì nó là ô tô tín hiệu nè. Rồi em sẽ cắm cái cổng kết nối HDMI in nè từ cái hộp Android Mi Box này nha. Đây anh em sử dụng nó như là một cái màn hình HDMI bình thường thôi. Rồi cắm vào. Rồi nó auto detect nè. Đó, đây là cái màn hình của cái hộp Android đây. Đây cái điều khiển từ xa của nó đây. Rồi cực đẹp luôn nha, màn hình rõ ràng và sắc nét. Đó là chức năng của hộp Android này. YouTube nè. Rồi. Nó không còn là chiếc máy tính nữa nha. Và bây giờ nó sẽ trở thành một cái màn hình kết nối HDMI là cực xịn sò luôn. Đây màn hình của nó đây. Đây rất là đẹp nha. Giá trị nhất là ở cái màn hình này nha anh em. Nhạc hòa tấu không lời. Loa của nó khá là hay. Nạ biến hình. Nhận ngay lọc đèn và mặt nạ khi mua một thùng Suzu hoặc Hero. Đặc biệt lại còn tích thẻ đổi ngày quà cực chất. Con này thì anh em sử dụng riêng một cái bộ bàn phím và chuột Bluetooth thì cực kỳ gọn nha, không có một cái dây nào kết nối với máy. Và đối với cái máy tính tất cả trong một này Lenovo thì em sẽ tặng kèm cho anh em một cái chuột Logitech nha, chuột không dây Logitech. Và đây là cái bàn phím rời bên ngoài, anh em có thể mua về bên ngoài nha, cũng Logitech luôn. Cái này thì anh em có thể mua ở trên Shopee,
các sàn điện tử nha. Rồi tiếng rất ok, học tập giải trí với cái ổ cứng lên tới là 1T nha, cực lớn luôn. Với một cái máy siêu đẹp như thế này, rất là đáng trải nghiệm. Những cái công nghệ đỉnh cao đến từ hãng Lenovo, hãng nội địa Nhật. Và combo máy tính all-in-one này thì nó sẽ bao gồm là một cái cục adapter nguồn này, nguồn theo máy, và một cái thân máy, và cái tăng kèm với anh em là một con chuột không dây Logitech với cái cổng kết nối USB này. Với một cái cấu hình tạm ổn cho những nhu cầu học tập giải trí, check mail và lướt web vô tư nha. Sử dụng cực ngon luôn với một cái màn hình siêu to 24 inch, rất là giá trị với cổng kết nối HDMI in và out. Và với combo máy tính all-in-one Lenovo đẹp long lanh, một cái thiết kế siêu đẳng đến từ hãng Lenovo nội địa Nhật. Và chiếc máy tính này thì em sẽ bán với giá là 3.950.000 đồng, giá không bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.